tới, cô Hồng Duyên xin chúc tất cả các bạn học sinh luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, luôn cười hí hí, vạn sự như ý. Đặc biệt, chúng mình sẽ chăm ngoan, tiến bộ, nỗ lực và đạt được nhiều mục tiêu trong năm học mới. Học mãi, chúc mừng năm mới 2022! Chào các em! Nhân dịp năm mới, thầy Việt chúc toàn thể các em cũng như gia đình một năm dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, lạc quan, yêu đời. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua được đại dịch Covid này. Chúc các em học sinh và gia đình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, phú quý và thành công. Năm mới tốt lành, tâm trạng ngát xanh, vận may đỏ rực, hạnh phúc đến mau, không bị ốm đau, tương lai viên mãn. Năm mới tới, mục tiêu mới, chúc cho các em học sinh vững vàng, tự tin trên con đường học tập và đạt được những kết quả tuyệt vời. Thầy Hùng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý phụ huynh và các em học sinh của HocMãi.vn khắp mọi miền đất nước. Thầy mến chúc các em cùng với gia đình một năm mới luôn vui vẻ, nhiều niềm vui và sẽ có nhiều may mắn trong học tập, trong cuộc sống. Năm mới, chúc các em học hành tấn tới. Đặc biệt, chúc cho các em học sinh lớp 9 chơi Tết vui khỏe, nhưng đừng quên chuẩn bị hành trang vững chắc để chinh phục thành công kỳ thi vòng 10 quan trọng sắp tới nhé. Cô chúc cho các em trên hành trình học tập, chinh phục tri thức mới được thuận buồm xuôi gió. Và quan trọng là chúng ta đạt được nhiều điểm 9, điểm 10 hơn nữa nhé. Chào các em, chúc Tết đến vạn sự như ý, mừng xuân sang, mọi điều thành công. Cô hy vọng rằng trong năm mới 2022, tất cả các em đều sẽ hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà các em đã đặt ra trong cuộc sống, trong học tập. Và đặc biệt, hãy thật vui vẻ, thật hạnh phúc các em nha. Năm mới tới, mục tiêu mới, cô chúc các em vững vàng và tự tin và đạt được những thành tựu mới trên con đường học tập nhé các em.